các chương trình xe máy cũng như là nhà hoặc xe hơi trên bản kế hoạch thành công của Oriflame. Và ngay bây giờ anh xin được chúc mừng việc mở chức danh từ chức danh Goal Director trở lên trong tháng 11. Xin được chúc mừng các anh chị có tên sau đây. Xin được chúc mừng ba leader đã mở thành công chức danh Goal Director trong tháng 11. Xin được chúc mừng chị Đoàn Thị Hoài Xuyên. Xin được chúc mừng leader Lê Thị Ngọc Thắm. Và xin được chúc mừng leader Vũ Thanh Nghiễm. Xin được chúc mừng ba anh chị ạ. Tiếp theo, anh xin được chúc mừng những anh chị leader đã mở chức danh Senior Goal Director. Xin được chúc mừng leader Lê Thị Hồng. Và xin được chúc mừng Trần Thị Kim Hường, hai leader đã mở được chức danh Senior Goal Director. Việc mở chức danh Senior Goal Director sẽ mang lại cho các anh chị cơ hội nhận được tổng số tiền thưởng lên đến 60 triệu đồng. Tiếp theo sẽ là chức danh Sapphire Director. Xin được chúc mừng leader Hà Thị Thanh Lan. Khi mở thành công chức danh Sapphire Director, các anh chị sẽ có cơ hội nhận được tổng số tiền thưởng là 80 triệu. Và còn nữa không ạ? Vâng. Trong tháng 11, có thể nói là cơn mưa chức danh đã đến với tất cả các chi nhánh. Và ngay bây giờ, anh xin được cập nhật những chức danh cao hơn cả chức danh Sapphire Director. Đầu tiên, xin được chúc mừng chức danh Diamond Director đã được mở bởi 3 leader tại chi nhánh Hà Nội và chi nhánh Hồ Chí Minh. Xin được chúc mừng chị Nguyễn Thị Kim Oanh đã mở chức danh Diamond Director. Xin được chúc mừng leader Đặng Thị Hồng Năng đã mở chức danh Diamond Director. Và xin được chúc mừng Huỳnh Ngọc Đức Tuệ đã mở hai chức danh là Sapphire Director và Diamond Director. Khi mở thành công chức danh Diamond Director này thì chắc anh không cần phải nói nhiều nữa, vì chức danh Diamond Director là một chức danh thiên đường mà tất cả các anh chị leader đều hướng đến. Và cũng như phần chia sẻ của chị Trâm Hà ở phần bắt đầu chương trình, thì chức danh tối thiểu khi các anh chị gia nhập Oriflame mà các anh chị cần hướng đến, đó chính là chức danh gì ạ? Đó chính là chức danh Diamond Director. Vì khi đó các anh chị sẽ sở hữu mức thu nhập đáng mơ ước của nhiều người, cũng như là cơ hội sở hữu nhà hoặc xe hơi và các chuyến đi hội nghị trên toàn cầu. Vậy thì cao hơn chức danh Diamond thì sao ạ? Đối với nhiều người thì chức danh Diamond đã là một thử thách rất lớn. Tuy nhiên, có những leader họ nghĩ rằng thử thách càng lớn thì họ sẽ càng nỗ lực nhiều hơn. Và anh xin được trân trọng chúc mừng những leader đã mở chức danh cao hơn chức danh Diamond ngay sau đây. Xin được chúc mừng mở chức danh Double Diamond chị Vũ Thị Ngọc Hương. Khi anh làm việc với chị Hương thì chị Hương thật sự là một người có rất là nhiều bề dày kinh nghiệm trong việc kinh doanh. Và chị Hương đã mở thành công chức danh Double Diamond. Tuy nhiên đó không phải là chức danh duy nhất mà chị đã mở trong tháng 11. Cùng với việc mở 10 chân tắt thì chị Vũ Thị Ngọc Hương đã mở thành công liên tục 4 chức danh là Sapphire Director, Diamond Director, Senior Diamond Director và Double Diamond Director. Và khi chị đóng chức danh Double Diamond Director thì cơ hội để chị nhận được tổng số tiền thưởng là 620 triệu đồng cùng với một ngôi nhà hoặc là một chiếc xe hơi mà chị yêu thích. Vâng ạ, tuyệt vời không ạ? Nếu như vậy thì các anh chị hãy cố gắng nỗ lực để chinh phục nấc thang thành công tại Oriflame các anh chị nhé. Và với phần mở chức danh vừa rồi, hứa hẹn là tháng 12 sẽ là một tháng bùng nổ hơn nữa, cũng như là chúng ta sẽ đón một mùa Tết năm 2022 thật hoành tráng cùng với Oriflame trên toàn quốc. Phần vừa rồi đã khép lại phần trình bày của anh, và ngay bây giờ anh xin được mời phần chia sẻ của giám đốc chi nhánh Đà Nẵng chị Trân Trần với những phần nội dung tiếp theo ạ. Xin được mời các anh chị. Xin chào tất cả anh. Mọi người có nghe rõ Trân nói không ạ? Mình chỉnh âm thanh chút xíu vì Trân đến từ đầu
chi nhánh Đà Nẵng, nên là mình cũng cho anh mọi người nghe rõ đang nói.